Spoiler chương 1111, xin lỗi Joy Boy. Trước khi vào nội dung chính của spoiler thì các anh em nên chuẩn bị sẵn tinh thần cho một kỳ nghỉ đông khá là dài, mặc dù đã qua mùa đông, vì tháng Oda sẽ ngưng ra chương mới hẳn đến 3 tuần. Ít nhất là phải đến giữa tháng 4 chúng ta mới được đọc chương 1112. Thời gian chờ đợi này lâu hệt như chờ Reagan và quân cách mạng đến chi viện cho băng Urum vậy đấy. Có buồn thì cũng phải ráng mà chịu thôi anh em à. Mong là bác Oda có thời gian nghỉ ngơi thoải mái để ra thêm nhiều ý tưởng mới hơn trong One Piece. Còn bây giờ xin hãy bấm like, subscribe và cùng đạo hải tặc đi vào nội dung chính của spoiler nha. Chương này mang tựa đề là xin lỗi Joy Boy. Vẫn tiếp tục trận chiến để hit, bọn Ngũ Lão Tinh vẫn cố gắng chặn đứng buổi phát sóng bằng việc phá hủy khu điều khiển của tầng thí nghiệm cũng như tiêu diệt luôn đối thủ truyền kiếp của chúng là Nika. Sau khi Dory và Rookie chém tinh thánh Jupiter ra làm ba khúc, không thấy spoiler nói đến hắn có chết thật hay không, nhưng chắc chắn là hắn vẫn còn sống vì bí mật bất tử của chúng chưa có lời giải đáp. Chặt đầu cũng không phải là phương pháp để đưa chúng sang thế giới bên kia. Phía trên cao thì tên thánh ngũ lão Marcus Mark trong hình dạng quái chim Itsumade vẫn kiên trì tấn công vòng cực bảo vệ. Hắn là kẻ duy nhất có thể bay lên tầng trên này, mặc dù chơi đòn cảm tử nổ tan xác ở chương trước, nhưng có vẻ hắn cũng bất tử nên vẫn tiếp tục hành động điên rồ này đến khi chui qua được thì thôi. Còn cuộc chiến giữa Luffy và Zoro đã kết thúc, nhưng Luffy dường như vẫn đứng được sau nhát chém vừa rồi. Thánh Oda hình như cũng chưa muốn cắt vai của hắn. Nhận thức tỉnh của hệ Zoan xem ra có sức chịu đựng rất cao, và xem ra Luffy chưa từ bỏ ý định hãm hại các thành viên của băng Burum. Ở dưới đất, cuộc chiến giữa Luffy và ba tên trùm vẫn tiếp tục. Dory và Rookie hỏi Luffy về thái dương thần Nika, nhưng Luffy vẫn không biết họ đang nói về thằng quái nào đâu mà trả lời. Lúc nãy Bonnie cũng hỏi mình câu tương tự. Đột nhiên tên thánh Topman Wakuri, con heo rừng chưa thi triển năng lực trong chương trước, bây giờ mới phát ra một làn sóng Haki cực mạnh. Nó giống như Haki Bá Vương khi các cầu thủ phát ra. Tuy nhiên làn sóng này khiến cho một kẻ nắm vững Haki Bá Vương như Luffy phải choáng váng một cách vô cùng hài hước. Nhưng hai thuyền trưởng khổng lồ đã chặn được đòn tấn công của hắn. Không biết sao hai ông này bây giờ được búp mạnh như thế. Chứ ngày xưa bị hai tên Mr. Four và Mr. Three hành cho ra bã. Chắc lúc trước thánh Oda chưa tính đến chuyện họ sẽ giúp sức cho bằng ngũ rơm nên có hơi nép một tí. Sau đó Luffy biến đến một cây gậy bóng chày khổng lồ và đập tên heo rừng này như đập bóng chày, tạo nên một cú nguy điểm home run tuyệt đẹp. Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của băng Burum đang cố sức chạy về phía con tàu của băng khổng lồ. Hiện tại thì đó là phương tiện trốn thoát khả dĩ nhất sau khi con robot Vehicle số 1 bị Kizaru phá hủy. Còn phía trên tàu hải quân, bọn lính hải quân đang dùng mọi cách để dỗ ngọt chỉ huy của mình là đô đốc Kizaru đứng dậy đánh tiếp sau cú sốc tâm lý bị tứ hoàng ép mỏng rồi ném đi như bánh pizza. Món ăn mà ông ta cũng rất thích khi còn làm bạn với nhóm Vegapunk. Nhưng khi vàng lại núng niu yêu cầu bọn lính hãy im lặng đi để anh ta nghỉ ngơi. Anh lại tiếp tục hành động dùng tay che mặt và chìm vào suy tư. Không biết là anh cảm thấy quá xấu hổ vì bị thua bởi một thằng nhóc như mấy lần trước, hay là đang cố kéo dài thời gian chờ đợi một thứ gì khác đang đến. Đến cuối chương, điều bất ngờ lớn nhất mà độc giả mong chờ đã xuất hiện. Cứu binh robot cổ đại đã hoàn toàn tỉnh giấc và đứng dậy. Dường như tiếng chống giải phóng do Luffy phát ra là chìa khóa đánh thức con robot này. Và lời đầu tiên mà nó cất lên là tôi xin lỗi Joy Boy. Tôi không bao giờ có ý để làm tổn thương bạn. Tôi không bao giờ muốn làm bạn khóc. Nhưng tối nay tôi sẽ xóa sổ Mary Joy. Lại thêm một bí mật nữa được bật mí. Robot cổ đại từng là bạn của Joy Boy vào 800 năm trước. Từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng với ông ta. Nhưng nó cũng đã gây ra một tội lỗi không thể tha thứ được với Joy Boy, giống hệt như con voi Junisa, khiến cho Joy Boy phải mất mạng và vương quốc cổ đại cũng biến mất theo đó. Và để sửa chữa cho lỗi lầm của mình đã gây ra, nó đã thề sẽ xóa sổ nơi ở của kẻ thù là thánh địa Mary Joy. Nhưng leo được tới nơi thì đã hết pin. Giờ đây nhờ vào tiếng tim đập mà nó nhận ra được người bạn năm xưa đã chuyển sinh thành loài người. Định mệnh lại cho nó cơ hội sát sát cánh cùng chiến hữu cũ chống lại kẻ thù cũ. Nhưng rốt cuộc là bí mật giữa nó và Joy Boy là gì? Vì sao mãi đến 600 năm sau, tức là 200 năm trước hiện tại, nó mới tỉnh giấc và bò lên đỉnh xích tuyến? Chúng ta còn phải chờ câu trả lời từ chính tác giả.